Tiếp theo chúng ta sẽ học tạo một lỗ mặt phải. Ví dụ chúng ta cần tạo một lỗ ở giữa như thế này chẳng hạn. Chúng ta đan đến giữa dòng này. Bây giờ chúng ta cần tạo một lỗ ở đây. Thì các bạn sẽ cho mặt phải chúng ta đang đan lên. Thì các bạn sẽ cho dây vào trong này. Bình thường đan lên thì chúng ta đan là cho dây ở ngoài, nhưng để tạo lỗ thì các bạn phải cho dây vào trong. Sau đó các bạn sẽ chập đôi hai mũi tiếp theo và đan lên. Tại sao ở đây chúng ta phải chập đôi? Vì khi các bạn cho dây vào trong và đan lên thì cái dây nó sẽ bị quàng qua kim đan tạo nên một mũi mới. Chính vì vậy mà chúng ta phải chập đôi mũi này lại để làm mất đi một mũi, làm sao cho số mũi ở trên kim vẫn không bị tăng. Sau đó bạn đan đến hết dòng này. Bây giờ chúng ta sẽ quay về mặt trái. Bạn đan xuống như bình thường. Đến gần mũi này các bạn chú ý này. Đan xuống. Đây chính là mũi chúng ta vừa do dây vắt qua, chúng ta có thêm một mũi. Các bạn đâm xuống như thế này, quàng dây qua. Rồi, các mũi còn lại chúng ta đan xuống như bình thường. Vậy là chúng ta đã tạo được một lỗ.